Oh baby baby come on. À, đây là một bảo tàng cực kỳ đặc biệt ở tỉnh Gangwon-do của chúng ta. Và có một món ăn mà chắc chắn là khi đến với Gangwon-do thì các bạn bắt buộc phải thử nhá. Đây là một món ăn nghe nói là cực kỳ ngon và cực kỳ tuyệt vời luôn. Có lẽ là chúng ta phải xem thử ở trong bảo tàng này có món ăn gì thôi. Đi thôi mọi người ơi. Cái này giống như tập thể hình này. Chúng ta tốn rất là nhiều năng lượng. Đậm chất Hàn Quốc. Nào, đi theo mọi người ơi. Đây chính là thành quả của chúng ta sau 5 phút tập gym mọi người. Đó, rồi. Chang chang, vậy là chúng ta đã hoàn thành món makguksu đây rồi. Đây là đầy đủ tất cả những nguyên liệu cũng như là những món ăn để tạo nên makguksu như vậy. Bây giờ chị Tùng Sa sẽ đến với một công đoạn cuối cùng, chính là công đoạn đi theo anh em sẽ đến biết ngân hà, còn nếu không thì đừng hòng đi đâu nhé. Chúc mừng đêm, em vẫn có thể cảm nhận bối rối. Em cứ bên, bên đây bên kia hay xung quanh anh muốn thêm bên. Chính chắn mà shit. Em là ai, em là ai, em sẽ dâng trọn đời này. Đến với Gangwon-do là chắc chắn phải thưởng thức món mì makguksu cực kỳ đặc biệt này. Và nếu mà chúng ta đi cùng nhau ấy, chúng ta...